Trong quá trình mà thực hiện các cái liệu pháp ấy, thì chú cảm thấy rất là thoải mái, nó không bị đau đớn gì cả. Và nhất là cái lúc mà làm thuốc ở đầu ấy, thì chú thấy rất là thoải mái, mát mẻ, không có một cái cảm giác gì là đau đớn hay là khó chịu gì cả. Hôm nay là buổi điều trị thứ ba của chú. Thì thật ra thì nếu mà để mà cảm nhận, tự cảm nhận thấy thì chú chưa thấy cảm là tự cảm nhận được. Thế nhưng mà khi mà bác sĩ soi cho chú và đưa lên máy tính phóng to nó ra thì chú thấy là các cái tóc tơ, tóc con, nang tóc của chú đã mọc lên đun đun. Thì chú thấy rất là hiệu quả đấy. Và thật sự là nếu cứ cái đà này thì phấn khởi lắm cháu ạ.